thưa quý vị sáng nay ngày 12 tháng 4, Bộ Y tế đã công bố trong 12 giờ qua Việt Nam không có thêm bệnh nhân Covid-19 mới, tổng số bệnh nhân tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là 258 ca, 144 đã khỏi bệnh và có thêm 12 người có hai xét nghiệm âm tính đủ tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh. Theo đó thì trong tổng số 258 ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam có 159 người từ nước ngoài chiếm 61,6%, 99 người lây nhiễm thứ phát tại cộng đồng. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 71. 2 508 người, trong đó gần 1.200 người được cách ly tập trung tại các bệnh viện, trên 17.500 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác, gần 53.800 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Cả nước hiện có 4 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, trong đó có 3 bệnh nhân là số 20, 161, 251 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Hà Nội và bệnh nhân số 91 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.